Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Đông Nhi bày trò vậy phá, biểu cảm khi bị bắt quả tang khiến netizen lội tim vì quá đáng yêu. Dù mới bé tí, ái nữ nhà Đông Nhi ông Cao Thắng đã biết cách trưng biểu cảm ngây thơ vô số tội để không bị phạt. Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng, tài khoản mạng xã hội của ông Cao Thắng và Đông Nhi lần lượt biến thành nơi lý tưởng để nhóc tì Winnie thoải mái tung hoành. Cứ mỗi lần được ba mẹ tung ảnh lên mạng xã hội, kể cả những pha dìm hàng, Winnie vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ netizen vì vẻ ngoài đáng yêu hết nấc của mình. Vào tối ngày 21 tháng 8, Đông Nhi lại tiếp tục gây bão khi đăng tải loạt khoảnh khắc vậy tưng bừng của Winnie lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: dạo này thỉnh thoảng đồ đạc trong nhà tự nhiên thay đổi vị trí bất thường, ví dụ như nước suối biết di chuyển từ phòng khách vào toilet. Đáng nói dù chỉ mới bé tí, song ái nữ nhà này đã biết gài bẫy bố mẹ. Có thể thấy sau hàng loạt lỗi lầm do chính mình gây ra, cô bé đã quyết định làm khó Đông Nhi và ông Cao Thắng bằng cách dùng biểu cảm ngây thơ vô số tội như một cách để nhận lỗi. Nhìn gương mặt cưng xỉu của Winnie, chắc chắn rằng những người có trái tim sắt đá cũng chẳng nỡ nào bắt phạt. Đông Nhi kể chuyện vậy phá của con gái. Cận cảnh biểu cảm cưng xỉu của con gái Đông Nhi sau khi bị bắt quả tang vậy phá khiến bao người đổ gục. Thân hình mẫm mỉm, gương mặt bầu bỉnh cùng đôi chân ngấn mở của cô bé khiến nhiều người không khỏi thích thú và liên tục thả tim. Mỗi lần xuất hiện, nhóc tì nhà Đông Nhi ông Cao Thắng lại gây bão mạng xã hội. Trên trang cá nhân mới đây, Đông Nhi cũng chia sẻ khoảnh khắc con gái Winnie tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Vừa tỉnh dậy, con gái Đông Nhi đã nằm ngọn trong lòng bố vô cùng đáng yêu. Về phần Đông Nhi chỉ biết ở bên cạnh ngắm nhìn và quay video hai bố con. Đi kèm với đoạn clip, Đông Nhi còn chia sẻ: vừa ngủ trưa dậy đã đá lông nheo, tặc lưỡi lia lịa với ba Thắng. Có vẻ như con gái Đông Nhi đã hiểu mẹ đang nói gì. Khi Đông Nhi nói đá lông nheo nào, bé Winnie lập tức nháy mắt liên tục vô cùng đáng yêu. Tiếp đó cô bé còn học cách tặc lưỡi của mẹ rồi quay sang trêu bố. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.